hiện giờ tôi tham gia rất nhiều trong lĩnh vực gọi là chuyển đổi số và tôi nhận thấy một cái thêm tiềm năng mới mà có hôm nay có một cái phần nữa là thầy Đức thầy 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 đi rất liệt liệt kê rất nhiều mà những cái việc mà liên quan đến những cái chuyên chuyên môn chuyên ngành trong thiết kế và những cái phần mà liên quan đến đào tạo và các cái số liệu của nước ngoài cái việc này là cái cái, cái dữ liệu rất quý và tôi xin thêm bổ sung một phần nữa đấy chính là cái việc là như các bạn biết là à, tới vừa vừa rồi Facebook vừa đổi tên công ty thành Meta và đi theo cái xu hướng gọi là tạo ra một cái metaverse, một cái metaverse. Cái metaverse đấy là gì? Là tạo ra một cái vũ trụ của Facebook. Thì cái xu hướng tạo ra metaverse nó 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 đến đến bây giờ mới được nó đã được nó âm thầm phát nó đã, nó âm thầm ở ở các cái ở các hãng, này, các cái nền tảng công nghệ rồi và bây giờ và Facebook là họ là người đưa ra cái 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 câu chuyện metaverse đầu tiên cái cái quan điểm về metaverse của họ là khác cái quan điểm metaverse trong cái trong trong blockchain nhưng mà cái quan điểm metaverse của họ như các bạn đơn giản là gì là Facebook muốn làm ra một cái thế giới của của Facebook một thế giới song song và tất cả mọi người có thể giao tiếp có thể ABCD có thể làm có thể tạo thành một cái cuộc sống song song ở trong đó thì cái cuộc sống song song đó thì tạo ra vô cùng những cái câu thì họ cần phải thiết kế cái thế, thế, giới như thế nào họ cần phải 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 nghĩ những cái hình thức của thế giới ra sao và cái quan trọng nhất ở đây chính là cái cái công nghiệp sáng tạo ở đây chính là các cái ngành truyền thông đa phương tiện và các ngành thiết kế ngành 3 d à, và vân vân và không phải mỗi facebook và đơn giản như ngay bây giờ tôi đang đang thực hiện cái cái metaverse của viettel chẳng hạn Viettel cũng tham vọng muốn tạo ra một cái metaverse của Viettel để để họ nắm bắt được cái xu hướng đấy. Họ họ chuyển dịch nhà chuyển đổi số các cái ngành nghề để tạo ra một cái metaverse theo qua theo quan điểm của họ. Và không phải metaverse và các đơn vị khác cũng đang âm thầm tạo ra cái metaverse này thì tức là tự nhiên nó tạo ra được một cái khối lượng một cái công việc cần rất nhiều trong việc thiết kế. Và rõ ràng để đổ đổ uh, đầu tư cho lĩnh vực thiết kế này thì họ sẽ tốn không rất rất nhiều, tiền và đây chính lại là cơ hội của những cái người làm làm multimedia để trong đấy có tôi và chắc chắn có có các cái bạn muốn phát triển theo ngành này